Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh Quốc Thành AK Series. Ngày hôm nay của mình sẽ là series mà chúng ta cùng đi xem lại cái giải đấu huyền thoại để chúng ta liên tục cập nhật cái meta của game, xem thử meta của game đang chuyển dịch như thế nào và những team nào hiện tại đang là mạnh nhất và những team đó thì người ta sẽ thường up như thế nào để thi đấu giải huyền thoại nha các bạn. Thì với series này thì chúng ta sẽ liên tục cập nhật cái meta của game nó đang là mạnh yếu như thế nào rồi. Thì không chần chờ thêm nữa, đầu tiên thì mình sẽ review cái khu vực của mình trước. Cái đó là chính là khu vực 22. Thì có một bạn Nova đang giành chiến thắng thì mình sẽ cùng view cái trận đấu đầu tiên của bạn với bạn top 01.5 chữ Hàn Quốc. Trận 1, trận 2, trận 3, trận 4, trận 5, trận 6, trận 7, trận 8, trận 9, trận 10, 11. Wow. Đánh khá là nhiều trận các bạn. Rồi ở đây thì các bạn có thấy bạn này là bạn Chi Chi, bạn Chi Chi thì người Việt Nam nha. Rồi trận đầu tiên thì bạn đánh với team không gian, mình cũng cùng view từng từng trận luôn các bạn. Mình sẽ giảm tốc độ X4 xuống. Team của bạn dùng đang là team sóc đam nha các bạn, Miska, con giáp Yonrath, Lika với lại Aura. Team này là team sóc đam nhưng mà gặp phải team không gian là coi như bị khống chế cách chế rồi các bạn. Xếp con Ensama đứng này được con Abido bảo kê giật nộ một cái là team sóc đam kia bay sạch. Leona Da Vinci nó có khả năng nhảy nên nó né được đòn tấn công của Yonrath. Yonrath lao vào cào Leona, Leona nhảy đi. Thua các bạn, cào đúng của Ensama được cào cũng Leonardo thì coi như thua, không bắt lại. Rồi chúng ta xem một từ. Yonrath lao vào cào Yon. Yon of Arisa nha các bạn. Yon of A. Cào. Cào tới con Lena de Banshee thì nhảy đi khác, còn Abido nhảy vào bảo kê Ensama. Ensama vẫn còn sống và nếu mà nó còn sống giật đam một cái là team kia coi như bay màu. Đó bay màu các bạn, còn con gấu bay vào, gấu cũng chết luôn, chỉ còn con quỷ thời gian thôi. Cái con Zonop đang bảo vệ Ensama. Sorry các bạn, team team kia hình như để mình coi thử có con Abido không nha. Có các bạn có Abido và đã bị con đấm khủng Yonrath đai. Và team team địch thì còn sống lại ba thành viên, đó là Abido, con Ensama với lại Leona Da Vinci. Thì giờ team này đối đầu với một cái team khác, đó là team chúng ta thường thấy gần đây, Scarlet song sinh Dessra Rowan với lại Aziz. Ok, tất cả mấy cái ạt vip 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 này đều đẩy team lên đỉnh luôn các bạn, xây team mát luôn nha. Các bạn nhìn thấy sao trắng chói lòa và gần như đều mát hết các bạn. Rồi, tại vì team kia chỉ còn có 3 thành viên nên chuỗi combo của team Scarlet là không chống lại được các bạn. Cùng với bút tóc từ song sinh, bút máu từ Dessira rồi đam từ Scarlet kết hợp lại thì team kia không có khả năng kháng cự. Dù Abido sau khi chết con Ensama nó được miễn nhiễm một khoảng thời gian và tăng đam lên, tuy nhiên khả năng của con này là không đáng kể, nhưng mà nó không có đam, nó chỉ trâu được thôi, tuy nhiên không làm gì hết, trong không làm được gì hết trong khi Ensama đã đai rồi thì coi như xong. Rồi, chúng ta sẽ tăng tốc lên để view nha. Đi. Rồi trận tiếp theo thì cái team các bạn có thấy ở đây là cái team con Scarlet gặp phải team sóc đam, nhưng mà ở đây thì chúng ta là team sóc đam này hơi khác team kia một chút, là chúng ta không có dùng mà Miska mà chúng ta dùng Oku các bạn. Bên này thì đội địch này dùng Oku đứng chắn trước Lika và cái team Scarlet kia không vận hành được các bạn, không vận hành được. Rồi Aura nó bắn hết, Aura đài luôn, cũng dùng rát nó cào, tuy nhiên còn mình vô rát nó quay ngược lại thời gian, mình nó sẽ xào sạch nha các bạn. Rồi xong luôn. Về cái con này tại sao sau khi đi quay ngược thời gian nó mạnh thì lúc trước mình có một cái video, hôm nào thì mình sẽ không bắt mình giải thích lại một lần nữa nha. Rồi giờ chúng ta sẽ đến với team Ana nóc nhà, Fera, con Sylas với lại con Athalia các bạn, đối đầu với team sóc đam. Dòng đầu thì mình nghĩ team sóc đam sẽ chịu không lại, team sóc đam sẽ chết, còn một mỗi con Yonrath xong nó không bắt lại thời gian. Wow, win luôn các bạn, không cần không bắt luôn, gọi là team Yonrath mạnh hơn hẳn team team nóc nhà rồi. Nóc nhà chưa kịp gây đam, chỉ có đam đến từ vị trí của Athalia, mà con giáp với lại con Aura nó xử hết. Giáp nhảy vào làm chón, bật khiên lên
Yoda từ đây bắn, sau đó thì Giáp lại nhảy ra các bạn, nhảy về. Yoda cùng với Yondrath là nó xiên sạch. Rồi. Và bây giờ chúng ta đến với một team tiếp theo, đó là team team Yondrath cùng Aura bên kia, chứ còn sống đúng hai thành viên Yondrath với lại con Aura thôi các bạn. Bên này thì chúng ta đối đầu với một team 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 siêu xịn ha. Team Phượng Hoàng tái sinh, con Mezzot, Mera, con Phantom với lại bé Astra. Con này có đi bơi bơi nha các bạn. Bé Astra bơi bơi thì chung với team này. Team kia còn hai thành viên, Aura gây được tới 2,7 triệu đam cũng khá ổn rồi mà. Tuy nhiên con Phượng Hoàng tái sinh kia chắc nó bay lên nướng một cái team kia chắc chết sạch. Rất nhẹ nhàng các bạn. Chúng ta cùng coi lại. Cơ bản thì team kia nó cũng không còn đủ thành viên. Không còn đủ thành viên nên rất nhẹ nhàng cho team của bạn Chi. Mình gọi team bên kia là team Oppa đi. Không biết nam hay nữ gọi Oppa nha bạn. Rất là nhanh. Ngôi sao năm cánh. Sao Hồng. Rồi. Giờ chúng ta sẽ đến tiếp một trận nữa là cái team của bạn Chi. Team 4 của bạn Chi bao gồm con Phượng Hoàng nè. Tái sinh. Mezzot. Mora, Phantom với lại Astra đối đầu với Rayzu Anna. Team này team 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 phổ thông quá bạn. Rayzu Anna là nó không có xài biến thể hết. Team này team phổ thông quá. Lúc này thì người ta đã hay dùng con Rayzu Anna để thế vào team nóc nhà rồi. Bạn này bạn cũng xài như này. Bạn còn xài như này là khá thông dụng quá các bạn ha. Rồi, Phượng Hoàng tung cánh nướng. Astra bay lên hồi máu và bảo kê cho team Phantom sống rồi, là một khúc máu luôn các bạn. Rồi Phượng Hoàng chuẩn bị nướng tiếp một các bạn. Rồi chưa kịp nướng nó đi rồi Phantom đấm hết. Lúc nãy bạn có thấy là lúc mà Phantom còn chết, con Astra nó bay lên nó rải, nó rắc đèn, thế là lại sống lại các bạn. Còn Astra nó rải máu, hồi máu và bút kiên khá là nhiều, bạn nhìn. Phantom đấm đấm một phát Phantom Phantom gần chết nè, bay lên nè, rải nè. Phải một xíu các bạn coi máu lên nè. Cực kỳ nhiều. Kể cả Mezzot cũng full cây nha. Và còn lại được 4 thành viên. Giờ chúng ta đến với một trận nữa các bạn. Rồi mới có một trận vòng loại thôi mà căng thẳng quá vậy bạn. Tưởng đó bạn Chi này sẽ áp đảo từ đầu đến cuối luôn chứ. Rồi trận tiếp theo thì team Phượng Hoàng thức tỉnh gặp phải team Ten thức tỉnh cùng với con Hoa Hồng Gai. Cùng với con này các bạn. Ok, chơi. Team kia còn 4 thành viên đã không mạnh rồi, còn gặp cái team team người mang ánh sáng ba con kết hợp với con Orthos nữa các bạn. Rồi đi. Đi rất là nhanh luôn, con Ten mới vào nó nhảy vào sử dụng mạng gió của mình để nó clear. Rồi xem thử lúc lúc đầu Ten nó sẽ clear ai trước nha các bạn. Rồi, Ten nhắm thẳng vào vị trí của Phantom các bạn. Hồn gai đặt 7 lên. Đi. Đi rất là nhanh. Và chưa ta chưa kịp nhảy lên nó hồi máu luôn các bạn. Một phần do bên kia thiếu một người nữa nha. Rồi, và bây giờ chúng ta cái team hai cái team tròn đấu với nhau. Như vậy thì chúng ta đã thấy thực sự sức mạnh vượt trội của team sư thức tỉnh rồi các bạn. Một mình cũng sư gây được 28,23 triệu đam. Hai team mà đang full máu nha. Team Ten không hề yếu các bạn, tuy nhiên cái con Ten kia thì nó ấn mới 80, chưa bằng chưa sao tránh được như bên kia. Ezio đầu tiên nó đi rồi. Các bạn có sư thức tỉnh nè, quay nè, quay tay nè. Nó quay một cái team kia chết sạch rồi các bạn. Ui cái gì vậy? Quái vật. Gom vào nó quay một cái là team kia không còn một em luôn các bạn. Chúng ta cùng xem lại. Giảm tốc độ xuống, chúng ta xem nè. Con Zonop đang đẩy cờ lên trước nha bạn. Cùng với con sư thì hai con đã tiến được tới cái rìu chiến trường rồi. Con Ten đang chém mà tuy nhiên chém vào gì? Chém vào nguyên cái lớp giáp. Vậy cui đó sao mà chém được các bạn? Chém vào nguyên cái lớp giáp đó thì chém làm gì? Aldo bay vào dập. Đi. Ôi chém làm gì nguyên một cái lớp giáp các bạn? Thấy gì cỡ đó thì kiếm nào của Ten chém xuyên qua nổi các bạn? Thua. Rồi chúng ta sẽ đến với một trận nữa là con team của con sư thức tỉnh. Bạn kia xài xài team team hơi fail các bạn. Sư thức tỉnh của bạn dùng cho team Skate gà với lại con sư phụ của sư thức tỉnh nè, con
con này. Qua đây thì ta thấy một phần là do chất tướng của cái team bạn Chi Chi này nó nổi trội hơn các bạn, bạn xài team cũng lực hơn rất là nhiều. Team kia xài team gà con 4 đến 5 các bạn, trong khi quân sư gần chết này các bạn thấy chưa? Quân sư gần chết này nó bật nó boost miễn nhiễm lên cùng với được con Meilin boost này lao vào chém này. Chém em. Sư bên kia của bạn, các bạn lưu ý nha, sư bên kia thì cũng có miễn nhiễm nha. Sư bên kia cũng có miễn nhiễm nha các bạn, chẳng khác gì còn bên này. Đi, Meilin đã chết rồi. Ai video tiếp tục bảo kê, bay vào, chém gà sau lưng. Nó chém một phát động đất và cung sư đi luôn. Rồi xong, tiêu với sư bên này. Ảo ma Canada, 4 đánh 5. Hai cung sư thức tỉnh như nhau, tuy nhiên đi đi chung hai team khác nhau cho ra cái hiệu quả khác nhau luôn các bạn. Rồi và bên kia còn sống được cái hai con còn xí máu gặp phải nóc nhà, kết hợp với một team thường thấy đó là nhóc nhà song sinh hay Lush, Rowan với lại Exit thì đã chịu không nổi. Tuy nhiên cái team team kia lại tuy nhiên cái thành phần ba con còn sống sót lại đó là nóc nhà, Rowan với lại Helos thì làm sao chịu nổi cái team của con Ten các bạn. Một con Ten lên sau trắng kết hợp với một team tương tự với team lúc này chúng ta thấy, nhưng mà thay vì Astrid thì chúng ta có đó là vị trí của Helos rất là xịn sò, có được vị trí của con này và chiến thắng thuộc về Chi Chi. Các bạn thì cái chiến thắng này cũng không quá áp đảo các bạn ha. Không, cũng chúng ta chỉ có thấy được mỗi một team sư thức tỉnh là win được hai trận liên tiếp. Chúng ta chưa thấy một cái cực kỳ áp đảo đó, một đội hình thắng tới 5 trận liên tiếp nha. Nếu mà meta cái kiểu của team này khác team kia mà như vậy các bạn thì nó cũng không có gì gọi là quá out các bạn ha. Để mình xem bên khu vực 1 thì có cái trận nào thắng áp đảo ngay từ vòng loại, thắng một team thắng từ đầu đến cuối không nha các bạn. Và ở đây thì chúng ta thấy sự quay trở lại của team Cù Nhây, Keo Thớt, Theo Quanh, Phượng Thức Tỉnh, Mê Dốc với lại con Thoran. Chúng ta thấy được sự quay lại của team Cù Nhây. Team Cù Nhây này là đối thủ truyền kiếp của con Solai Thức Tỉnh với lại Scarlet các bạn. Solai Thức Tỉnh với Scarlet chơi không lại team Cù Nhây này. Kéo xuống thì chúng ta cũng thấy đâu đó là cũng một vài cái tên quá quen thuộc các bạn ha. Cũng Antrix, cũng Helos, cũng Ten Thức Tỉnh, cũng Henrik. Ồ, ở dưới này chúng ta thấy con Ensama được đi riêng một team với Zone of War, chứ không phải đi chung với con sư thức tỉnh này các bạn. Sư thức tỉnh thì đi chung với Flora. Đây là một cách điều team để có một cái sức mạnh về cuối để án ngữ lại các bạn. Các bạn thì mấy bạn này chỉnh team não quay cực kỳ căng rồi. Đâu đó cũng 1-9, 1-10. Ít có một team nào thắng liên tiếp 3 trận các bạn. À, ở đây chúng ta đang thấy có một team thắng liên tiếp được 3 trận nè. Aegis, Song Sin, Scarlet, Rowan với lại Solai Thức Tỉnh win một lượt 3 trận luôn các bạn. Đỉnh. Tuy nhiên mấy cái team địch kia thì mình đánh giá nó không mạnh lắm mà. Ví dụ như ở đây chúng ta có team team Aegis Thức Tỉnh đây mình chơi cũng lại luôn. Chúng ta cùng coi lại team này để mà sau đó thì mình sẽ cũng thể kết thúc video luôn nha. So sánh sơ nhánh cây thì các bạn Happy Cat so với bạn NM của chúng ta, nhánh cây của bạn Happy Cat NM là bằng nhau, cũng full 166 hết, cùng là đại gia như nhau các bạn. Nhưng mà team Solai Thức Tỉnh của bạn thì full sao, tất nhiên là full hết tất cả các chỉ số rồi. Bên kia thì con Exit Thức Tỉnh thì chưa full sao 80, biết bên này sao 80 hay 90 chỉ biết nó sao trắng thôi các bạn, 80 rồi. Exit Thức Tỉnh đưa vào BBB để coi Exit Thức Tỉnh BBB làm gì được gì nha các bạn. Đứng gồng nó gặp con Exit thường, hai con đang cao lẫn nhau. Rồi, Scarlet bên này nổ, con Solai đang nổ, vừa hồi máu vừa gây đam tạo ra mấy cái tinh linh. Exit bên kia tiếp tục nổ để kiềm chế team địch. Ủa sao có Exit Thức Tỉnh mình chưa thấy nó nổ với lại nó kéo team địch vào màn mỏng quá ta. Quá trễ rồi các bạn, tới tầm này mới nổ thì mình thấy quá trễ rồi. Bên kia con Solai nó hồi máu kinh quá, lại hồi máu nè. Team này full máu rồi các bạn. Con Solai nó hồi máu quá nhiều nên con Exit này chơi không lại. Rồi, chúng ta thấy được một team cực kỳ mạnh nha các bạn, khả năng cân 3.
Còn bà ở lại này, rồi mình sẽ tiếp tục view tiếp về làm tiếp series này để view tiếp các team PvP mạnh trong meta để các bạn có thể theo dõi điều chỉnh team, đặc biệt là trong cái việc các bạn thủ đấu trường hoặc là một số cái sự kiện với nhờ sự kiện chiến đấu thì chúng ta đang có các bạn. Cái sự kiện chiến đấu này, sự kiện cướp đoạt kho báu á, để chúng ta có thể điều chỉnh team sao phù hợp cho một số con tướng theo cái những con tướng mà chúng ta có. Rồi và mình xin phép được kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn tại các video lần sau nhé. Xin chào tạm biệt.